Em gửi à? Cảm ơn em nha. Dạ. Nè. Đây đó. Giọng nói đó làm sao mà anh quên được? Không bao giờ quên được. Phúc. Dạ. Cầm cái này về ăn đi. Dạ, cảm ơn. Ừ. Hóa ra em trông thế này à? Em có biết là anh đã đợi bao lâu rồi không? Nếu biết tìm em dễ như vậy thì anh không mất em tận 6 năm rồi. Tôi xin lỗi anh, tôi ngủ quên. Lần sau còn ngủ quên nữa, tôi sẽ phạt cậu. Dạ. Hay cậu muốn phạt luôn? Anh mới ra quy định mà. Xé nháp đi, lần sau rồi tính. Tôi không biết. Tôi sẽ phạt cậu. Sao cậu đấm tôi? Ai biểu anh ghẹo tôi? Trong câu của tôi chỗ nào ghẹo cậu? Vậy gọi là không ghẹo à? Này, tôi còn chưa đuổi việc cậu ấy nhá. Nè, mở miệng ra là cứ đòi đủ việc người ta là sao? Tôi mới nói một lần mà. Tôi đi làm việc. Cậu nói đi, có thật sự chúng ta chưa từng gặp nhau không? Thì tôi từng không nhấn anh đó. Không phải kiểu quen biết đó. Ý anh là kiểu gì? Như kiểu nắm tay, ôm, hôn. À, cái tập nhóc này. Chừa cái tập.